8. Tôi không có thành lũy, tôi lấy tâm bất động làm thành lũy cho mình. Thành là một công trình kiên cố với những bức tường dày, được xây dựng để chống lại những cuộc tấn công của quân địch. Các cánh cửa cũng được bọc sắt, và chỉ có một cửa duy nhất ở tầng dưới cùng. Tầng trên cùng chỉ có một vài cửa sổ rất nhỏ. Những người có nhiều tài sản, có quyền lực và địa vị, có vị trí cao trong xã hội thường có rất nhiều kẻ thù. Và chỉ nhờ sống trong những bức thành không thể xâm nhập được như thế mới đem lại cho họ một cảm giác an toàn nào đó. Tác giả nói, ông không có một bức thành nào cả. Ông lấy tâm bất động, vững chắc, không lay động, có niệm, sati và định, samadhi, vững mạnh làm thành trì để an trú. Một cái tâm bất động và kiên cố được hiểu đơn giản là định, samadhi. Nếu niệm sati của bạn được liên tục thì cái tâm đó chính là bản chất của niệm. Khi định và niệm mạnh, kẻ thù phiền não sẽ không thể xâm nhập được. Thành trì vật chất được xây bằng gạch, đá và sắt thép chỉ có thể bảo vệ bạn khỏi những kẻ thù từ bên ngoài như con người mà thôi. Nó không thể ngăn chặn được những phiền não luôn có mặt trong tâm bạn. Chỉ có niệm và định cùng với trí tuệ mới có thể bảo vệ tâm bạn khỏi kẻ thù phiền não. Trí tuệ càng sâu sắc thì sự bảo vệ mà nó mang lại cho bạn càng vững chắc. Đây là một điểm rất quan trọng và sâu sắc. Phiền não là những kẻ thù còn ghê gớm hơn bất cứ kẻ thù nào ở bên ngoài. Chính vì phiền não mà con người đã làm biết bao nhiêu việc bất thiện trên đời. Một khi đã thực hiện một hành động bất thiện thì sẽ có một quả báo tương ứng. Chúng ta không thể chạy trốn hay tránh né được quả báo của hành động mình đã làm. Chúng sẽ trổ quả khi có cơ hội. Cuộc sống của chúng ta là kết quả của những gì mà tâm chúng ta xứng đáng được nhận. Nếu chúng ta có tâm xấu thì sẽ có quả báo xấu. Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn quan sát cái tâm của mình trong mọi lúc. Quan sát nó thật nhiều, nhiều đến mức chúng ta có thể làm được. Cố gắng nhận ra những thái độ sai lầm của mình. Bạn cảm thấy thế nào và bạn nghĩ gì khi có những thái độ như thế? Hãy quan sát những thái độ bất mãn, thù hận, ý muốn phá hủy, làm hại, muốn làm những việc nhiệt não hại người. Hãy đơn giản quan sát chúng một cách nhẹ nhàng. Đừng cố cưỡng ép nó phải thay đổi ngay. Chỉ cần duy trì sự quan sát và chánh niệm hay biết nó là đủ. Nếu bạn nhìn thật cẩn thận và thực sự thấy được nó sẽ tự sửa mình. Điều này thật là vui lòng và đáng phấn khởi biết bao. Khi thái độ, sự hiểu biết và cách suy nghĩ của bạn đã trở nên chân chánh thì mọi thứ trong cuộc sống sẽ bắt đầu vận hành có hiệu quả hơn và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Toàn bộ thế giới của bạn sẽ thay đổi. Nếu bạn muốn thế giới của mình thay đổi, bạn phải thấy được những thái độ sai trái, lầm lạc và không đúng đắn của mình. Và hãy chánh niệm hay biết chúng, quan sát chúng. Nếu bạn thực sự hay biết chúng, rồi thì chúng sẽ tự thay đổi. Khi bạn thực sự thấy được chúng, thì sự thay đổi sẽ đến một cách rất tự nhiên. Điều mãn nguyện nhất, đáng hài lòng nhất trong cuộc đời là thấy được lỗi lầm của chính mình, hiểu biết chúng và làm thay đổi chúng khi chúng ta sống. Đó cũng là điều đáng phấn khởi nhất.